Bãi Tư Chính chính thể Việt Nam đã hèn với giặc mấy lần. Vụ Trung Quốc điều tàu HD8 được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh bất thần xâm nhập khu vực Bãi Tư Chính ở vùng biển Đông Nam Việt Nam vào tháng 7 năm 2019 để thăm dò dầu khí, đã chỉ được báo nước ngoài đưa tin. Trong lúc giới tuyên giáo và báo chí nhà nước Việt Nam vẫn duy trì thói câm nín như đã từng câm lặng trong rất nhiều lần xảy ra khiêu khích từ Bắc Kinh trên biển Đông. Năm 2014, Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật cho giàn khoan và tàu thăm dò dầu khí vào Biển Đông để khủng bố tâm lý đều rã của chính thể, bị cộng đồng lên án là hèn với giặc, ác với dân. Tháng 5 năm 2014, giàn khoan HD981 của Trung Quốc đã lần đầu tiên tấn công vào Biển Đông, chen lấn vào vùng hải phận của Việt Nam và như một cú tát tai nổ đong đóm vào mặt bộ chính trị ở Hà Nội. Nhất là với những quan chức Việt Cộng vẫn còn mộng mị ngủ ngày, mà đã biến thành cơn mê sảng bi kịch trong thói đu dây quốc tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, đã xuất hiện những kế hoạch khai thác dầu khí ở giữa tập đoàn dầu khí Việt Nam với những đối tác nước ngoài là Repsol tại mỏ cá rồng đỏ ở vùng biển Đông Nam, với tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga tại mỏ lan đỏ, cũng như bắt đầu của kế hoạch thăm dò khai thác với tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ tại mỏ cá voi xanh ở ba vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi. Biến cố Hải Dương 981 đã kéo dài suốt vài tháng và gây ra một cơn chấn động lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong lúc toàn bộ Đảng này không hề dám có một phản ứng ra mặt nào mà chỉ im thiên thít. Còn Quốc hội cũng không phát ra nổi một nghị quyết về Biển Đông mà chỉ nói như vẹt về từ ngữ tàu lạ. Hàng chục ngàn người dân Việt Nam đã rùng rùng phẫn nộ xuống đường biểu tình để phản kháng cú khiêu khích của Trung Quốc thông qua Hải Dương 981. Khi đó một lần nữa, châm ngôn hèn với giặc ác với dân đã ứng nghiệm. Làn sóng biểu tình này đã bị chính quyền và công an Việt Nam đàn áp thô bạo và dã man. Vào cuối tháng 7 năm 2017, đã xảy ra thêm một vụ nhục quốc thể nữa khi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải dương cờ trắng và yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại bãi tư chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng, rằng thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay là Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ nhục quốc thể ấy. Nhưng vụ dương cờ trắng này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu như Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí. Vào thời gian trên, cho dù có muốn lan tải những thông tin trên kèm theo thái độ phấn nộ một số tờ báo nhà nước cũng bị Ban tuyên giáo Trung ương, cơ quan nổi tiếng với biệt danh phòng Kim Cô cấm cản. Chính thể độc đảng ở Việt Nam đã giấu biệt thông tin được coi là quá sức nhạy cảm này và như có rúm trong nỗi sợ hãi của lịch sử ngàn năm Bắc thuộc lẫn hiện tại 16 chữ vàng. Sau vụ dương cờ trắng lần đầu ở Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017, trong cơn cuốn bách mất ngủ, lẫn mất ăn, Hà Nội đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ. Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, được giao nhiệm vụ sang Washington để thuyết phục Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis hỗ trợ Hải quân. Thế nhưng, những gì mà Hải quân Mỹ đã tiếp cận Biển Đông vẫn không khiến cho giới cho bu Việt Nam hết run sợ trước Trung Nam Hải. Giờ đây, kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi tư chính đang lặp lại khiến cho giới chấp bu Việt Nam mất an sầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần biển đông. Trong khi đó, những thức phim lịch sử ngư dân bám biển, hải quân bám bờ vẫn được nhăn nhở chiếu lại. Từ nhiều năm qua, đã không có bất cứ trường hợp ngư dân Việt Nam nào bị tàu Trung Quốc bắn giết được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố kết quả điều tra. Bất chấp cơ quan của bộ này, hàng năm chi xài đến 5 tỷ đô la tiền do dân phải e cổ đóng thuế đối đầu ở Biển Đông, hữu hảo ở Đại Lục. Tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam đụng độ nhau vì tàu khảo sát của Trung Quốc hiện đang hoạt động ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam hôm thứ Bảy, tàu tuần cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang đối đầu nhau khi tàu hải xương 8 của Trung Quốc đã đi vào vùng biển ở gần bãi tư chính để sát địa chấn. Tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam đối đầu với nhau hơn một tuần ở Biển Đông có nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ lớn nhất giữa hai quốc gia kể từ năm năm qua. Vụ việc có thể gây ra một làn sóng chống Trung Quốc ở Việt Nam như trong năm 2014 khi Trung Quốc đưa một dàn khoan dầu vào khu vực đang tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa. Sáu tàu tuần cảnh của Vũ Trang, hai của Trung Quốc và bốn của Việt Nam đã để quan sát lẫn nhau khi đi tuần tra qua bãi tư chính ở quần đảo Trường Sa kể từ tuần trước khoảng một chục tàu đã hiện diện trong vùng lân cận theo tin từ các trang web theo dõi hàng hải hôm thứ năm. Vụ va chạm xảy ra bất chấp cam kết hồi tháng 5 của bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hàng hải bằng đàm phán. Ryan Mattison, một giáo sư trợ lý tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ ở Newport, Rhode Island đăng lên Twitter hôm thứ Sáu rằng tàu hải dương 8 của Trung Quốc đã hiện diện ở vùng đặc khu kinh tế Việt Nam ở Biển Đông về phía tây đảo Trường Sa kể từ hôm thứ Tư ngày 3 tháng 7. Tuy nhiên cho tới nay không có tin tức chính thống nào được đưa ra về các cuộc xung đột này và chính phủ cả hai nước đều không đưa ra bình luận gì. Vụ khảo sát diễn ra ở bãi tư chính cho tới nay đã 10 ngày. Thế nhưng một ngày sau đó, ngày 4 tháng 7 năm 2019, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn nói với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam rằng Hà Nội luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Vụ việc vẫn còn đang căng thẳng, nhưng bà Ngân vẫn trên đường thực hiện chuyến công du Trung Quốc 4 ngày thay thế cho ông trọng đang ốm. Ở Trung Quốc, bà Chủ tịch Quốc hội khi hội kiến người đồng nhiệm Trung Quốc lật chiến thư, cũng vẫn khẳng định rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Trung. Từ thời ông Hồ, ông Mao cho tới hàng loạt các lãnh đạo kế nhiệm của hai bên đã giải công vun đắp và đó chính là tài sản chung quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Theo báo chí nhà nước, bà Ngân và ông Lật đã cam kết tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc và tiếp tục kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hôm thứ Sáu, khi gặp mặt Tập Cận Bình, bà Kim Ngân cũng không làm phật lòng tập chút nào khi hai bên cùng đồng lòng củng cố tình hữu nghị và hợp tác rất sâu rộng để nâng mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Các cam kết này có vẻ như rất thừa vì phía Trung Quốc hết lần này tới lần khác đã có các hành động khiêu khích, thách thức chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Bà Chủ tịch Quốc hội đã không có lời phản đối hay thậm chí là cũng chẳng đề cập gì đến vụ tàu hải Dương 8 đang ở Bãi Tư Chính và căng thẳng trên biển hiện đang diễn ra ngoài những ngôn từ cũ rích. Hà Nội vẫn luôn phải giữ mồm giữ miệng với Bắc Kinh mà không dám lên tiếng cật lực phản đối ở cấp cao nhất mà chỉ dám mở miệng thông qua người phát ngôn của Bộ Ngoại giao sau khi sự việc đã rồi. Trong khi đó ở nhà, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm bất ngờ vào ngày 11 tháng 8 tới Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát biển và nói chuyện trực tiếp qua vệ tinh với các tàu hải cảnh đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông. Chuyến thăm này có vẻ rất hữu ý trong tình hình dầu sôi lửa bỏng ở Biển Đông. Báo chí nhà nước, Bộ Ngoại giao và lãnh đạo nhà nước vẫn lặng câm trước sự kiện này. Có lẽ họ sợ một khi tin tức được lọt ra trên báo chí chính thống, thì tinh thần bài Trung Quốc vốn chưa bao giờ nguội lạnh lại có thể là mồi châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ Bắc Chí Nam. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nặng nề vào doanh nghiệp Trung Quốc, đang trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, nếu có bất cứ một cuộc biểu tình chống Trung Quốc nào xảy ra, thì các công ty Trung Quốc một lần nữa sẽ trở thành nơi chút cơn phẫn nộ của người dân Việt Nam, như đã từng xảy ra vào hồi năm 2014, với sự kiện giàn khoan HD981, vốn đã làm cho quan hệ Việt-Trung sức mẻ trầm trọng sau đó, và phải mất một thời gian khá dài mới có thể khôi phục lại được. Bị đánh đau không dám lên cũng là nỗi nhục lớn. Bài viết của tác giả Thơ Nguyễn vụ tàu hải dương địa chất 8 Hai Giang DC8 của Trung Quốc vi phạm vùng chủ quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực Bãi Tư Chính, đối đầu với tàu cảnh sát biển Việt Nam đã kéo dài cả tuần nay, không có gì là bất ngờ. Trung Quốc đã nhiều lần làm như vậy, một phần để nắn gân Việt Nam, một phần để tạo ra các tiền lệ, cắm thêm các cột mốc mới vào sâu trong vùng biển của Việt Nam. Việc tàu cảnh sát biển Việt Nam có mặt và ngăn chặn dù không ở mức quyết liệt cũng không phải là mới từ vụ Hải Dương 981 đến nay cũng vẫn quanh quẩn như vậy. Không phải là nhà binh, tôi không dám phê phán cách phòng thủ khá thụ động của cảnh sát biển và hải quân Việt Nam trong suốt hàng chục năm qua trước các hành động vi phạm lãnh hải, bám giết, đánh đập ngư dân và khiêu khích các lực lượng vũ trang biển Việt Nam. Xưa nay, xưa nay các nước cựu xã hội chủ nghĩa như Nga, Trung Quốc và cả Việt Nam vẫn hay áp dụng các kiểu đánh nhau không chính danh trong các cuộc chiến tranh không minh bạch. Nga thì đưa quân đặc nhiệm, nhưng không quân hiệu, quân hàm vào Crimea, đưa lính đánh thuê vào đông Ukraine, đánh nhau xong chối phát. Trung Quốc thì vũ trang cho ngư dân, dùng tàu kiểm ngư thay hải quân để chấn áp các tàu cá nước ngoài trên chính vùng biển của nước đó. Việt Nam thì xui ngư dân cứ ra hoàng sa đánh cá, khi có tàu lạ thì cho tàu kiểm ngư, cùng lắm là cảnh sát biển ra gọi loa bắn nước vào nhau ai cũng khẳng định chủ quyền trên biển của mình mà bộ đội hải quân bộ đội biên phòng là lực lượng chính danh bảo vệ biên giới quốc gia lại không bao giờ ló mặt lần này cũng vậy tuy rất nghiêm trọng ai đó sẽ an ủi đây là cách đánh của một võ sĩ bé nhỏ trước một đối thủ cao to hơn nhiều khi cứ chạy lùi né tránh thậm chí là chịu đòn đau nhưng lúc nào đó sẽ tung trưởng nhưng điều khó chịu nhất, đặc biệt trong hoàn cảnh thế giới phức tạp như hiện nay, là thái độ của truyền thông Việt Nam, báo chí Trung Quốc im lặng, thậm chí chối bay chối biến về sự kiện tàu hải dương điện chất 8 có mặt tại Tư Chính là điều tất nhiên, vì họ là kẻ ăn cướp, vì họ muốn im lặng trong lúc này khi mà tai tiếng của họ bốc mùi khắp nơi. Việt Nam đã im lặng xưa nay về mặt tranh chấp biển đông một cách quả đáng, ngay cả việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cũng cứ cân nhắc mãi và chẳng còn bao lâu nữa vụ kiện sẽ mất hiệu lực sau 50 năm. Đã có ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố tại một hội nghị an ninh quốc tế rằng tranh chấp Biển Đông là chuyện của hai nước. Nghe vậy ai cũng thấy rằng ông này đã ngả vào vòng tay của Trung Quốc. Nhưng tình thế hôm nay đã khác, Trung Quốc đang ngày càng bị cô lập trên mọi lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, Mỹ, EU, Nhật, Ấn Độ, Canada đều có những động thái ngoại giao và quân sự trên biển đông biển hoa đông để cảnh báo trung quốc một liên minh chống lại kẻ ăn cắp công nghệ đang hình thành hồng kông và đài loan đều đang ra mặt chống lại âm mưu một nước trung hoa ngay cả những cái đầu thân trung quốc nhất ở việt nam cũng cảm thấy được sự tức giận của người dân trước những vụ việc luật đặc khu đường cao tốc formosa bô xít tây nguyên vậy thì lúc này chính là lúc cần phải thông tin minh bạch hơn về thái độ xấu của trung quốc trên biển đông cứ cho là báo chí nhà nước cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị vẫn phải im miệng để giữ gìn tình hữu nghị của cả hai đảng nhưng còn bao nhiêu báo chí khác không nằm trong hệ thống này sao lại không đưa tin nhờ nhà báo lớn tên tuổi ở việt nam cũng im re có điều lạ là một cuộc đối đầu lớn như vậy kéo dài vài ngày mà chỉ có một nguồn tin duy nhất của south china morning post đưa Tất cả BBC, AFP, VOA và Facebook Việt ngữ đều dựa vào ông Ryan Matison. Trong khi đó, Việt Nam có ít nhất 4 tàu đang chiến đấu bằng loa tại chỗ, lại không có một thông tin nào về hành động này của Trung Quốc. Kiểu truyền thông này thì đừng bao giờ hy vọng đạt được hỗ trợ của quốc tế khi bị ăn cướp, lại càng không bao giờ đạt được sự thống nhất trong lòng dân tộc. Trong lúc đó, bà chủ tịch quốc hội mặc áo dài đẹp đang ở thăm Trung Quốc, không biết hai bên bàn với nhau cái gì trong khi có quá nhiều mâu thuẫn như vậy, có lẽ điều duy nhất hai bên thống nhất được với nhau là chúng ta cứ hịch nhau thoải mái nhưng đừng kêu la. hôm trước mới viết xả xối là đức tính nhục nhã nhất hiện nay, giờ lại thấy bị đánh đau mà không dám lên cũng là một nỗi nhục lớn. thật là hèn.